Xin chào, quá đã quay trở lại với kênh xe đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Gian TCR được trang bị cấu hình rất là cao, cấu hình là công ty ga phanh 105. Đấy, xe đua của Gian, nhôm 6000, lại nhôm siêu nhẹ. Đấy, bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Lớp sơn của chiếc xe nguyên bản, xe khá là mới, nhôm 6000, nhôm siêu nhẹ và có độ bền rất là cao. Đồ Ultiga 10 lít, gạt Ultiga, đùi đĩa cũng Ultiga. Cấu hình cực cao, xong với mức giá 12 triệu 8. Phanh 105, phanh 3 mảnh, tay lắp. Mayer vành Shimano, bánh 700C. Đấy, sau xe rất là đẹp. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác hỏi là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 51 cm. Khóa cọc yên đến cổ phốt là 54 cm, xe mờ, size M, size trung bình. Các bác thấy size M là size cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Nút 10 tầng, 2 tầng đĩa, có 20 cấp độ. Xe thì cũng rất là mới. Chiếc xe đua đến từ Gian, cấu hình rất là cao mà giá nó chỉ có là 12 triệu 8 thôi. Các bác mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo hiện ở trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh cộng ấn chuông ở góc phải màn hình để nhận được những cái thông báo mới về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.